the counter is on. And he's onside. And he's running through. Ok và hello anh em đã quay trở lại với cả channel của mình và mình là Paul Game đây. Thì ngày hôm nay chúng ta cùng làm về một con hàng đặc biệt nhất game. Đó chính là ai? Đó chính là Romero Lukaku. Một con hàng có thể đá được CF cũng như là CB luôn. Đó, 1m91, 29 tuổi và thuận chân trái và style là Fokker Box. Mình nâng 3 điểm và quick counter ra ấy, 3 hay 4 điểm gì đó. Đây, nhận thức tấn công là 86 này. Điều khiển bóng là 71, rê bóng 73. Xử lý không gian hẹp là 69 này, truyền thấp 60, truyền bổng 63, dứt điểm 84, đánh đầu 80, sút phạt 65, độ xoáy 74. Và đặc biệt là cái chỉ số phòng ngự, mặc dù ở đây nó hơi đỏ đỏ thôi nhưng mà nó là chỉ số ảo đấy anh em ạ. Cái này nó ảo hết, còn nếu anh em mang vào trận là chỉ số là 99 hết luôn. Mình bạn của Konami mà nên mình biết nha. Tốc độ là 81 này, tăng tốc 80, lực sút 84, bật nhảy 65, tỷ đề 89, thăng bằng 69 và thể lực là 71 và khả năng sử dụng chân không thuận đó chính là cao. Với bộ skill là long range curler này, dứt điểm tư thế khó này, sút một chạm, chuyển một chạm, outside curler, sút penalty, gamemanship, track back, skill đội trưởng và cuối cùng là skill về tinh thần nữa. Và chúng ta cùng đến với cả trận thi đấu đầu tiên cùng với cả Lukaku ở vị trí CF trước. Và tí nữa mình sẽ để Lukaku vào một cái đội hình mà có thể nói là có thể kích hoạt được cái chế độ phòng ngự của Lukaku anh em nhé. Đấy rồi, tình huống đầu tiên của trận đấu. Lên bóng được không? Không lên được. À đây rồi, Lukaku không được. Thì ở clip này mình sẽ không phân tích hay là đánh giá gì về cái phiên bản standard này cả, mà chúng ta hãy cùng phân tích về cái lối di chuyển của Lukaku ở trong trận anh em nhé. Tại vì cái phiên bản Lukaku này nhìn chỉ số nó không thể đoán hết được cái tiềm năng của Lukaku đâu. Chỉ số ảo nó khá là nhiều luôn, nhất là về khả năng phòng ngự. Đấy rồi, Messi không được. Và ngày mai chúng ta sẽ có khá là nhiều cái bốc power ngon nghỉ đấy anh em nhỉ. Hôm nay chúng ta có cái những cái dự đoán rồi, có lẽ là Chenadesernon, Bruno cũng như là một vài những cái vị trí xuất sắc khác trong cái tuần qua. Và mong là chúng ta sẽ có những con hàng ngon như là Agnon ở vị trí CMF. Đấy anh em thấy không? Chưa đá ở vị trí CB thì Lukaku đã cho thấy là anh rất có tiềm năng ở vị trí đó khi mà lui về phòng ngự để tạo ra chúng ta một pha phản công. Được không? Không đến được chân của Vini. Đội bạn hình như là trận này chơi 5 CB sao ấy, quá là kinh khủng. Đồng thôi rồi luôn. Và Lukaku và đồng đội có lẽ là rất khó có thể để xuyên thủng được hàng phòng ngự của đội bạn. Nào nào, tấn công tấn công. Vini, đây Lukaku, đường truyền dành cho Vini. Ôi giời ơi, đường truyền quá hay luôn. Để Vini, xử lý đi Vini ơi. Ôi giời ơi, không được rồi, đông quá. Các bạn đông như quân nguyên luôn. Nào nào, phản công, so béo. Vini. Đâu rồi, Lukaku đâu? Không thấy Lukaku đâu cả. Ui, sao lại đội bạn chơi 5 hậu vệ, có khủng khiếp cộng đồng thê. Bruno, được không, vẫn không được. Cày chứ. Và Lukaku nha, nó còn có một cái skill ẩn nữa, đó chính là cái skill bóng tự tìm Lukaku. Đấy. Và tí nữa mình sẽ cố gắng để xem cái skill đó kích hoạt không anh em ạ. Thật sự là cái skill đấy quá đỉnh luôn. Lukaku chỉ cần đứng yên là bóng cứ đến chân thôi, lú lắm. Konami làm thật quá. Đấy rồi, đây là Messi này, Messi. Ui, đồ bạn, dày thế. Thực sự là một người quá dày để chúng ta không có thể tung ra được những cái đường truyền vào phía bên trong, phía trung lộ dành cho Lukaku. Đấy rồi, Lukaku lùi xuống. Đây Bruno, khoảng trống đã được mở ra. Đây là Vinicius. Vinicius khoảng trống nhiều quá.
flip-flop Vini. Không được, nhưng mà đây là Lukaku. Rất may mắn. Một tình huống mà chúng ta ngỡ rằng là Vinicius đã có bàn thắng, nhưng không. Thủ thành đội bạn chơi quá xuất sắc. Và Lukaku cũng như vậy. Lukaku còn xuất sắc hơn khi mà luôn ở sau hàng phòng ngự của đội bạn. Và sức dướn là quá tốt để ghi bàn thắng vừa rồi. Thực sự là hay với Lukaku. Và di chuyển này thì phải nói là hay thật. Và kể cả pha dứt điểm nữa. Quá là dũng mãnh. Nhưng mà thấy cũng khá là may đấy chứ nhỉ. Đáng lẽ là bàn thắng đấy, nếu mà Vini dứt điểm ngon hơn thì Vini đã có bàn thắng, nhưng không. Vini quyết định là không. Khi mà cái skill bóng tìm Lukaku được kích hoạt thì Lukaku đã có bàn thắng. Để Lukaku này đừng chuyền dài. Ui giời ơi. Tí nữa mà cho dù trung vệ mà chuyền như thế thì cũng mà nét luôn đấy. Đâu rồi, cắt đi chạy thế nào được Kai. Cái quá cơ, ôi tí thì lại báo. Nào, tầm này chúng ta cứ làm thêm bàn nữa với Lukaku chắc chắn đi. Đâu rồi, Lukaku đâu rồi? Phản công, Bruno. Bruno được không? Không được, Kimmich nhanh quá. Đâu rồi, phản công. Đây rồi, Vinicius, xử lý bóng đi. Ui, ui không sao, vẫn còn. Lúc xò, ở trên là Vini. Đây rồi, Vini, kỹ thuật. Không được, đội bạn áp sát quá nhanh, nhưng mà chúng ta được quyền đá phạt nhanh. Đây rồi, lúc xò thoát xuống, ở trong là Lukaku. Không vào. Vẫn còn Messi, vẫn không vào. Ê, Lukaku. Đây rồi. Thật là quái đản anh em ạ. Một lần nữa cái skill thuộc dạng là đẳng cấp nhất game của Lukaku đã được xuất hiện. Đó chính là bóng tìm Lukaku. Tình huống Messi đánh đầu vào cột. Và Lukaku chấp thời cơ rất nhanh. Nó pha chọn vị trí tốt từ Lukaku. Quyết định là bóng nhất định là không vào gôn cơ. Là phải đến chân Lukaku đã mới chịu. Ôi giời ơi. Ôi, đội bạn ao luôn rồi anh em ạ. Lú như con cú. Và sang trận thiệu thứ hai mình sẽ để Lukaku đá vị trí CB anh em nha. Nhìn chỉ số thấp thấp này thôi, đá là phải bao cháy anh em ạ. Bao uy tín luôn. Và mình để trong cái đội hình Manchester City thì cái độ kích hoạt ở cái vị trí này của Lukaku nó phải gọi là best choice luôn nhá. Đẳng cấp khi được lắp vào đội hình này từ vị trí Lukaku. Những cái trung vệ như ở Ruben Dias của Man City đuổi luôn. Lukaku nó vẫn thuộc tầm gọi là top CB thế giới rồi. Đấy này, Lukaku này, thấy chưa? Anh em thấy chưa? Thấy sự lợi hại của Lukaku chưa? Đừng có nhìn chỉ số 71 mà đánh giá nhá. Đây là bộ chỉ số ảo thôi. Riêng để vào đội hình Man City rồi chỉ số ẩn nó búp lên thì thôi. Full 99 luôn về khả năng phòng ngự. Ôi không được. Trận này mình cố tình truyền hỏng đấy anh em ạ. Thật ra là mình cũng truyền hỏng thật, nhưng mà nó cũng hơi thôi. Để chủ yếu là mình test Lukaku ấy mà. Để xem khả năng phòng ngự thế nào thôi. Chứ thật ra bình thường mình truyền chính xác lắm. Đâu rồi Lukaku, được không? Không được, ôi trời ơi, nó sút kìa. Đó là cụ Room. Và cái điệu ăn mừng này thực sự lá mảnh ở mùa 2021. Đội hình anh em nào hầu như đều sử dụng cụ Room hết. Phải nói là top 1 CF thời điểm đó. Còn bây giờ thì mình thấy đội hình anh em cũng không còn mấy Room nữa rồi. Nhưng mà năm ngoái mình bấm phát thẻ free ra Room luôn đấy anh em ạ. Đây là Haaland này. Erling Haaland. Nó vậy như vậy. Cụ Room làm được thì Haaland cũng làm được. Một cú sút thực sự là rất khó luôn. Kể cả cái pha ra chân này Haaland cũng thấy rất là mệt rồi. Nhưng mà thực sự là bóng đi rất căng. Và dứt điểm Haaland cũng thấy khó, mà thủ môn cũng thấy khó. Dáng sút rất ối giời ơi. Ối giời ơi. Ối giời ơi. Đấy rồi, Erling Haaland. Từ từ phản công nào, phản công nào. Ta không thể để đội bạn ép mãi được. Đây là Erling Haaland. Ở trong lại đây. Ối giời ơi. Bạn phòng ngự đông phết nhờ. Ui nào. Lukaku, tốt, trời ơi. Sao lại sinh ra một cái tiền đạo biết phòng ngự này nhỉ, đỉnh quá. Ôi nào, chúng ta bị khuét cánh rồi. Đây là Johan Cruyff, được không? Một cú tạt thẳng đến vị trí của Ederson. Lukaku. Ui dồi ôi, cái đường truyền của Lukaku kìa. Phải gọi là đẳng cấp thế giới. Lukaku rất bình tĩnh, không vội vào bóng, nhưng mà bị vặn sườn rồi. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Đội bạn bắn phá kinh quá. Thực sự đội bạn rất quái luôn. Nào nào. Rồi rồi, phản công.
vẫn không phản công được. Nào, nào anh ơi, phá đi, đầy rồi, vẫn phải là Lukaku. Những cái gì khó thì đã có Lukaku. Quá hay. Anh em nào mà đá danh mà bị hay bị lủng quá thì mua ngay Lukaku về anh em nhé. Bao cho anh em là chắc chắn là lên Division 1 luôn. Anh em cứ yên tâm, sau một đêm dậy là lên Division 1 ngay. Đây là Lukaku này, đường truyền dài của Lukaku dành cho Erling Haaland rất chuẩn xác, nhưng mà Haaland là chạy hơi chậm nha. Đây là Gyökeres. Gundogan không được. Mình cố tình truyền thế đấy anh em ạ, để cho Lukaku được gọi là thể hiện cái tài năng phòng ngự của mình. Đấy rồi, phản công. Gyökeres. Lần này chắc chắn là chúng ta sẽ có bàn thắng anh em ạ. Đây rồi, chúng ta phản công rất mẫu mực. Erling Haaland dứt điểm, không dứt điểm được. Trời đất ơi, bao giờ chúng ta mới dứt điểm được phát nữa đây. Đấy rồi, dứt điểm phát nữa vẫn không được. Ui, đội bạn đông chưa kìa, có một mình Haaland rồi đội bạn. Ba thằng. Nào. Đâu rồi, Lukaku đâu? Đó là Lukaku, thực sự là đánh chặn quá đỉnh luôn. Phải nói là quá đỉnh. Anh em nào mà chưa sở hữu cái tiền đạo đa năng như này nhá thì anh em nên mua ngay cho mình. Với cái giá nó cũng không phải là quá đắt đâu, hình như là 82.000 GP thôi. Anh em có thể sở hữu cho mình 2 trong 1 tiền đạo lẫn hậu vệ. Đá rất hay luôn, bao cháy, mình chơi mình test thử rồi mình biết mà. Để rồi Stone này, tấn công Jack Gyökeres. Ui giời ơi. Đội hình của mình chơi như là mơ ngủ vậy. Lukaku đối đầu với cả Messi, Lukaku không được. Nhưng mà Messi vẫn ở đẳng cấp khác anh em ạ. Lukaku quả đấy là hơi lỗi thôi. Đấy rồi Foden. Ui, trận này làm gì vậy? Ta đang làm gì cho đời vậy? Không phản công được. Không thể ép sân được, liên tục chuyền hỏng. Một trận đấu thì gọi là như vứt đi vậy. Đấy rồi phản công, lần này phải phản công được. Đây là Gyökeres. Gyökeres, tốc độ của Gyökeres. Ở trên có Phil Foden. Bên trong Haaland đã băng lên rồi. Đây sẽ là một quả tạt trăng. Gyökeres xử lý không được rồi, đội bạn bè nhanh quá, lại là Marquinhos ạ. Sao mình hay gặp Marquinhos thế nhỉ? Tốc độ của Lukaku với Messi. Messi đang nhanh hơn Lukaku, đấm được không? Đấm được không? Không đấm được. Nhưng bọc lót tốt từ Akanji. Nào, đây rồi Lukaku. Ôi giời, anh em thấy tinh tế không? Một pha chạm bóng rất tinh tế từ Lukaku để chúng ta thoát khỏi một bàn thua. Ok, có lẽ trận thì cũng kết thúc rồi anh em ạ. Và mình xin kết thúc bài review nhanh của mình về con hàng Lukaku ở đây thôi anh em ạ. Thực sự là đây là một mẫu tiền đạo cũng là một mẫu hậu vệ quá hay, và anh em nên trải nghiệm anh em nhé. Còn bây giờ thì bye bye.